Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình trở lại cái ruộng dưa hấu rất là lớn ở thành phố Cần Thơ các bạn. Và các anh chị em ở đây đang bảo quản xịt dưa hấu trong cái mùa mưa. Thì mình cũng được các cô chú anh chị em ở đây chia sẻ một số cái loại thuốc để bảo vệ cho cây dưa hấu ở mùa mưa các bạn ha. Và sẵn đây mình cũng chia sẻ với các bạn yêu nông nghiệp, trồng dưa hấu ở yêu thích kênh Giải trí miền Tây nha, để chúng ta có thể biết được những cái loại thuốc nào phòng trị bệnh dưa hấu ở trong cái mùa mưa, đặc biệt là giai đoạn cây có trái như thế này các bạn ha. Cũng như thường lệ, các bạn xem video hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Thì đây là những cái loại thuốc mà các cô chú chia sẻ với mình đây các bạn. Đầu tiên là cái loại mà Antracon. Thì mình nghĩ các anh chị em mà trồng cây hay trồng dưa ai cũng biết là cái Antracon này nó bảo quản nấm bệnh trên thân lá rất là tốt các bạn ha. Đó là cái tiếp theo là cái Aleth đó các bạn. Thì Aleth này cái phòng và trị nó là trái bìa lá hay là xương mai, rồi quy khuẩn thối rễ, thối gốc, xì mũ các loại các bạn. Thì hai loại này mà cô chú ở đây đang kết hợp để phun cho cái ruộng dưa của mình các bạn nha, trong cái mùa mưa cũng như bảo quản trái ở cái giai đoạn thời kỳ cuối này các bạn. Bởi vì giai đoạn này thì cứ cách 7 ngày, 10 ngày chúng ta phải phun liên tục các bạn ha. Đặc biệt là cái Antracon. Hoặc là nếu mà cái giai đoạn cuối á các bạn, mình phải tổng hợp thêm một số cái thành phần như kích thích lớn trái thêm, vitamin hay là những cái thành phần kali để cho cái dưa của mình nó được ngọt hơn. Bởi vì cái lúc này là giai đoạn gần cuối thời kỳ để thu hoạch được các bạn ha. Đây các bạn thấy nè, cái trái dưa ở thời kỳ này nó đã lớn rồi. Và cái dây của dưa của chúng ta hiện nay á, phải giữ cho cái lá của nó là xanh như thế này các bạn. Bởi vì nếu mà cái lá của nó mà bị cháy lá hay là đốm nhiều quá đó các bạn, thì nó sẽ mất cái khả năng quang hợp, làm cho những cái dinh dưỡng ở trong cái thân rễ lá nó không có tập trung về nuôi cái trái các bạn ha. Để cho cái trái dưa của mình nó ngọt hơn, ngon hơn hay là nó mau lớn nữa các bạn. Và một cái điều cốt lõi chủ yếu nữa là các bạn thấy ở trong ruộng lúc này thường là người ta sẽ xiết nước nó hơi khô một chút. Nhưng mà cái vấn đề xiết nước là chúng ta phải đảm bảo được cái nguồn nước còn lại cho cái dưa nó hút để nó lớn trái nha các bạn. Bởi vì có nhiều bạn cũng chia sẻ là sao cái dưa của mình nó không đủ lớn trái đó các bạn. Ở cái thời kỳ cuối là do chúng ta rút nước quá nhiều. Cái nước nó ở trên ruộng của mình đó các bạn, nó hơi cạn nhiều quá, không đủ cung cấp nước cho cái dây dưa. Chính vì đó là cái dưa của chúng ta nó không có đủ lượng nước tổng hợp để nó nuôi trái các bạn nha. Tuy rằng là mình phải rút nước, nhưng các bạn phải đảm bảo được cái lượng nước còn lại ở trong cái ruộng của mình để nó tổng hợp những cái dinh dưỡng nè, rồi cái đủ cái thành phần nước để nó nuôi trái. Bởi vì trong cái trái dưa của mình đó các bạn là đa phần là nước các bạn nha. Đó là cái điều mà mình chia sẻ với các bạn, là các cô chú ở đây cũng đang giống như có nhiều ruộng cũng gặp phải những cái tình trạng đó. Vì mưa bão quá đó, mình rút nước nó sâu quá đó các bạn, mình sợ. Đây các bạn thấy nè, trái dưa hôm nay nó cũng
hơn tầm ký rồi ha. Cũng không bao lâu nữa thì cũng thu hoạch. Và cái thời điểm này các bạn, thì một số bà con người ta cũng phun thêm cái phân hữu cơ để nhằm đáp ứng vô cái cho cái sự phát triển của cái trái dưa các bạn. Nhưng mà ở thời điểm này các bạn phun cái gì thì mình cũng phải bổ sung kali các bạn nha. Bởi vì cái kali nó giúp cho tổng hợp cái những cái chất dinh dưỡng, cũng như là làm cái dây của nó sựng lại các bạn. Đây các bạn thấy nè, cái dây của nó cũng còn xanh tốt ha. Và như vậy thì đáp ứng được cái nhu cầu để tổng hợp cái lượng dinh dưỡng. Thì đó là cái vấn đề cốt lõi, là chúng ta phải giữ cho cái dây dưa nó xanh như thế này các bạn. Chính vì điều đó mà bà con ở đây người ta cứ phun thuốc như thế này các bạn. Tức là định kỳ. Thứ nhất là cứ 7 bữa hay là 7 ngày, à 10 ngày người ta phun một lần. Tùy theo thời điểm của cái ruộng dưa của mình các bạn ha. Và cái thứ hai là phun ở thời kỳ mưa. Vào cái thời điểm mà mưa 2 ngày, 3 ngày liên tục là chúng ta phải phun để phòng và trị bệnh hay là bảo vệ bệnh các bạn. Đó, để cho cái lá, thân, rễ của cái cây nó đã phát triển và nó sẽ phát triển tốt. Thì đó là những cái vấn đề mà các cô chú ở đây cũng chia sẻ và mình cũng chia sẻ đến với các bạn ha. Đây các bạn thấy nè, trái cũng căng tròn, cũng rất là đẹp. Tuy rằng mùa này thì cái trái của nó không bằng mùa trước đâu các bạn. Tức là cái mùa mưa bão này thì ai giữ được cái ruộng dưa hấu là đã mừng rồi. Có nhiều nhà vườn người ta còn không giữ được. Chính vì đó ở thời điểm này thì bảo quản được như thế này, các cô chú ở đây cũng rất là kinh nghiệm hay là cố gắng lắm các bạn ha. Bởi vì mùa mưa mà. Và cái mùa này giống như đang trồng dưa hấu mùa nghịch vậy đó các bạn. Và các bạn thấy cái ruộng dưa hấu xanh rì như thế này mà bảo quản như thế này thì mình thấy cũng là rất là gọi là tốt rồi các bạn. Và cái giá dưa hấu hiện nay cũng cao hơn hồi trước. Chính vì đó bà con cũng đang phấn khởi ở cái mùa vụ này các bạn nha. Thì hôm nay mình ra ruộng cũng học hỏi được bà con một số cái sản phẩm thuốc, cái cách phòng trị ở cái thời điểm trái dưa như thế này các bạn, để chia sẻ với chúng ta, những người yêu thích nông nghiệp, những người yêu thích trồng cây dưa hấu mà mình chưa có hiểu sâu ha. Thì Địa chỉ miền Tây cũng mong các bạn hỗ trợ. Bạn nào mà biết nhiều về kỹ thuật rồi cứ bình luận để kênh Giải Trí Miền Tây có thể học tập thêm và trao đổi với các bạn, để mình cùng nhau tiến bộ hơn trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Bye bye các bạn.